Hello, xin chào các bạn trở lại với kênh Cuộc Sống Bên Pháp. Hôm nay mình làm cái đập hộp. Một cái món này nó hơi đặc biệt và sẽ giới thiệu cho các bạn xem. Đây là mình nhận được của hãng Amazon. Mình là trong cái Amazon Prime. Nó rất là hay. Nếu mà các bạn mua đồ của nó đó thì nếu mà các bạn có trong cái chương trình này thì nó gửi lại rất là nhanh, và mình rất là thích Amazon tại vì nó làm việc rất là nhanh chóng, và nếu mà có vấn đề gì đó thì mình kêu nó thì nó mình có thể mình trả lại hay là mình gửi lại nó để nó trả tiền lại mình nếu mà mình có cái vấn đề gì. Thành ra mua như thế đó thì nó không có sợ. Hôm nay là cái món mà mình không biết các bạn có biết cái này chưa. Mình bỏ cái này xuống. Cái này nó kêu bằng cái món cái vật này nó kêu bằng hori hori, của hiệu Celsera Hori Hori Garden này, tức là một cái con dao, một con dao mà cái này là của Nhật Bản. Của Nhật Bản thì người ta dùng cái này để người ta làm vườn, trồng trọt, cắt những cái cây hay là đào những cái lỗ để trồng cây xuống, làm tất cả những cái gì trong vườn đó, thì cái này nó rất là tiện. Đó, thì cái này mình mua trên Amazon. Mình sẽ để cái link nếu mà các bạn muốn mua đó thì nó có cái này. Bằng tiếng Anh hết nha các bạn, thì nó sẽ giải nghĩa cho các bạn. Và nó con dao nó như thế này, nằm trong cái hộp này. Cái hiệu của mình mua là Celsera. Đó, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Rất là bén, và nó có một cái cái này không phải để cầm dao để cắt thịt hay cái gì, nhưng mà con dao này nó dùng ở trong để làm vườn. Đó, các bạn thấy quay kia chưa? Đó, cái này là hiệu Celsera nè. Thì một bên của con dao này nó cong cong nha các bạn. Các bạn thấy không? Đó, cái này nó cong cong nè. Không phải nó thẳng nha. Đây nè. Ở đây thì nó có để cái inch hay là millimet. Đây để mình có thể mình đo đó, mình trồng cái cây gì á, mình sấn cái này xuống đất nè, rồi moi đất lên rồi mình để mình trồng nó làm như một cái xuổng vậy đó. Thì cái này cái bên này là inch, còn bên đây là millimet ha. Cái này 10-15 millimet, 12 millimet rưỡi, 10 millimet, 7. Thì cái này nó có cái độ sâu ha. Thì ở đây á, là cái lưỡi của nó là nó như là cái lưỡi cưa vậy, rất là bén, để mình có thể mình cắt. Đây là mình ghim xuống đất để mình xới đất lên, tại vì nó trong này nó có cái hũng nè, chứ cái này là không phải con dao mà nó thẳng. Ở đây nó có cái hũng, bên đây thì nó có cái lưỡi rất là bén đây ha. Thì bên đây lưỡi đang cưa như là cái cưa, còn đây cái lưỡi. Cái này là cái hiệu này nó danh tiếng là Ori Ori, là một cái loại dao bên dùng ở bên Nhật Bản. Nhưng mà cái này là nguyên một cái này, cái bằng thép hay bằng cái gì mình không biết, bằng sắt hay thép gì đó. Nhưng mà nó có một miếng, các bạn thấy không, nó có một miếng từ ở đây ra tới đây luôn ha. Thành ra nó rất là chắc, chứ không phải là nó cái khúc này rồi nó ráp với khúc này rồi nó hàn lại hay cái gì. Cái này nó chỉ có một miếng thôi. Đó, thì đây là con dao Hori Hori, Hori Hori của Nhật Bản, để dùng để người ta làm vườn và xới đất ha. Thì mình rất thích con dao này, tại vì mình có thể đi làm vườn hay là đi mà đào mà cái loại mà để kiếm mấy cái
kim loại ở trong dưới đất hay là cái gì đó, bên này nó kêu bằng detection đó, thì mình có thể xới đất lên rồi mình kiếm mấy cái kim loại dưới đất hay là kiếm những cái hộp, cái hạt gì dưới đất. Đây là có cái chỗ để các bạn để vô cái dây nịch, máng vô cái dây nịch ở đây, thì có cái bao này và đút con dao này vô đây như thế này là gài nó lại ha. Thì cái này mình máng vô trong trong phần dây nịch của mình ha. Thì đây là con dao Hori của hiệu Celera mà mình muốn giới thiệu cho các bạn. Cái mà thứ nhì muốn giới thiệu cho các bạn là cũng mua trên Amazon, là nó kêu bằng Root Assassin. Đây nó dài tới nỗi mà mình không có cho các bạn xem một cái hộp này nó dài từ đây tới đây nè. Root là rễ cây, assassin là cũng như là sát thủ, người giết như cái rễ cây. Đây là một cái loại kêu bằng là sao, cái loại dụng cụ để mình đào đất, và trong lúc mình đào đất á, thì mình có những cái cỏ dại đó, thì mình sẽ cắt và mình sẽ làm đứt những cái rễ cây của những cái cỏ dại. Bây giờ để mình mở cái này ra. Ok. Và lấy ra cho các bạn xem cái Root Assassin này là cái gì. Ok. Không nặng lắm, cái này nó loại cái làm cái loại rất là tiện mà cũng rất là nhẹ. Đây là cái cán của nó, cầm như thế này. Đó, và cái đầu của nó là như thế này. Đó, các bạn thấy như là cái một cái mũi tên ha, và nó có răng cưa. Đây. Nó như thế này. Cầm cái này mình sấn xuống dưới đất ha, mình sấn dưới đất thì có cái chỗ này nè ha, hai bên này nè các bạn thấy. Thì cái này là mình dùng cái chân mình đạp xuống cho nó sấn xuống dưới đất, và lúc mình sấn xuống dưới đất á, thì chung quanh mấy cái này á, thì nó sẽ làm nát như cái những cái rễ cây, những cái cỏ dại ha, những cái cỏ dại. Bởi vì nó mới kêu bằng như là sát thủ, cái này là cũng một cái sát thủ của những cái rễ cây, Root Assassin. Nó làm rất là chắc. Ở đây thì nó hàng vô đây nhưng mà nó rất là chắc. Ok. Đó, cho các bạn xem. Thì hai cái món này là thường là những cái vật mà người ta dùng ở trong đây, để vậy cho nó đẹp. Người ta những cái vật mà người ta dùng ở trong cái sân. Thì có nhiều các bạn chắc cũng đã biết cái con dao Ori này rồi hả, của Nhật Bổn. Ở bên Nhật Bổn hồi xưa người ta dùng rất là nhiều, cầm rất là vừa tay và rất là êm tay. À, thành ra mình sử dụng, mình cắt rồi mình đào đất để mình trồng trọt á, thì cái lưỡi này nó rất là bén và nó rất là chắc và nó rất là dày, nhưng mà cầm rất là sướng tay ha, bởi vì cái này xung quanh là bằng cây. Ok, đây nó có cái đồ móc lên luôn. Thì cái này là những cái đồ để dùng ở trong sân ha, để mình làm cỏ dại hay là mình trồng trọt cái gì đó. Nhưng mà mình cũng có thể dùng để mình đi những cái cuộc đi chơi mà kiếm kim loại, tức là bên đây nó chỉ bằng detection với lại cái máy mà detector de métaux đó, thì mình có thể mình đào đất, nó tới một cái chỗ nào nó có cái gì ở dưới đó, có cái gì kim loại gì dưới đó, thì nó sẽ báo cho mình biết.
à, mình sẽ dùng cái này mình đào lên, à, mình đào lên thì cái này nó rất là nhẹ mà nó đào rất là, bởi vì nó có cái răng cưa này nè, mình ra tới cái chỗ nào mà cái chỗ mà có nhiều rễ cây hay là có nhiều cái gì mà nó cứng á, thì cái này nó sẽ đều qua khỏi hết. Ok, bây giờ mình cũng giới thiệu cho các bạn xong, xem cái phần này xong rồi. Mong là các bạn cũng thích, tại vì nếu các bạn biết rồi thì cũng ok, nhưng mà nếu mà các bạn không biết thì nó cũng là một cái chuyện rất là hay mà cũng mình cũng nên biết ha. Thì mình mới biết đây những cái dụng cụ này và đã mua để dành ở nhà xài và rất thích cái con dao này, và để trồng trọt. Ok, bây giờ mình sẽ ngừng cái video đây, và có gì hay thì mình sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn về những cái chuyện hay ở bên cái cuộc sống bên Pháp bên này. Xin kính chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thật thật vui vẻ, và xin hẹn các bạn video kỳ tới. Xin chào tất cả các bạn.